cuốn chạy tròn này. Không phải bò anh. Bây giờ cái Facebook của em bị mất cái Facebook, em quên mật khẩu ấy, thế là em đăng nhập, ví dụ đăng nhập vào bắt đầu mình bấm quên mật khẩu là nó gửi mã xác nhận về email, mà email của em quên mật khẩu, giờ có cách nào lấy lại được không anh? Thua luôn này. Mail này quên nữa không? Quên hết cái này cũng nhớ mà. Quên lâu kia, không nhập bao giờ nên là quên nó, nhưng mà nó lại không gửi mã về số điện thoại. Hồi trước em đăng ký email thì nó gửi email. À. Giờ em đăng ký email thì nó đăng ký số điện thoại thì nó chỉ gửi số điện thoại. Bây giờ quên hết luôn thôi nha, bó tay. Vậy còn cái này nó chỉnh về tiếng Việt sao anh? Viết nó toàn hiện đấy, trang không? Giữ im này. Giữ kéo im à? Đấy. Đấy. Đó. À, em cảm ơn. Đây. Em đi. Như này, chờ em xíu. Đây. Thank you.
điện thoại gì? Xiaomi. Xiaomi, Xiaomi bao nhiêu? Cái này 2 RAM. Sao biết gì? Mấy thằng lớp tao xài, tao biết. Mình phải di chuyển ra lại. Cái gì? Cảm ơn. Nhiều. Nhiều chẳng. Mấy cái? Chuyển ra lại 5 chẳng. Chuyển lại đúng không? Ừ. Chuyển trái không? Đó. Nếu mạnh thì được. Sao ghi giấy đi. Dạ. Mấy rồi. Thế cậu. Gì đi nhé. Dạ, chào em thấy. Tên gì vậy? Đây. Tên là Bạch Thuận. À, Liên Bang à? Thì Bí Tân à? Một xíu thôi. 25.000 nữa. Em gửi đây nữa. Em biết tao tài khoản không? Tài khoản Google á. Ờ, thì em tự nhập. Có tay phone không anh? Trong hộp có không ta? Không có đơn chọn tài khoản. Mấy dòng này nó lại không kẹt. Thank you.
tiền cho anh đi mày. Cuốn chạy tròn này. Alo. Trong kia mày có cái bụng. Rồi, mẹ có em nha.